Ê, mẹ đó ha, bác còn chi, bọn lắm rồi chơi ha. Chuyện của họ. Rồi đó, đi qua chi thật khó bác còn chi đi. Hello, kia. Đấy. Cái đánh bóng bò này nữa mới đánh bóng. Rồi, anh đánh bóng mang trời. Đánh bóng này đây. Chúng ta đỡ lại luôn ạ. Phạt bóng ngắt được tiền hai phạt rồi. Bên nào cũng thể đưa được thu qua bóng. Đất mình một chút. Đó, rồi, đi cho đi. Đúng rồi, anh ơi. Đi em, bắt em. Bay vậy? Bay em không? Sao thì khỏe không? Bình thường. Bắt tay. Thế nhưng là chiều nào cũng như vậy hay sao? Chiều nào cũng là từ 5 rưỡi bắt đầu là cuộc chiến đấu bắt đầu thôi. Và sáng sớm 5 rưỡi. Vậy là anh tự đi tới đây hay là ai? Đây có một chiếc xe rất là chiếc xe ba bánh tự chế. Xe của anh đây à? Đấy, chiếc xe là rồi. Đi lại thôi. Cuộc vận hành là từ sáng sớm ra. Cái này là anh lên thiết kế cho người ta làm cho anh luôn hả? Lên thiết kế, tự mình phải phải đo đạc cho mình cùng với họ. Mình cùng với họ là... Chúng xe nên có cả số lùi. Cả số lùi luôn hả? Số lùi... Như chiều đó. Số lùi đó. Đó, cổng đó. Bây giờ tối quá, để đổi bên qua hồng ngoại. Đây, anh có thể điều khiển xem thôi. Rồi để anh sẽ biểu diễn cái xe của anh. Đây là cái phương tiện của anh xây dựng để có vào một chiều tối.
Vâng, anh Dương ơi, đi một vòng quân sân bóng xem nào. Vâng, ở đây rất là vui đấy. Vâng, anh thử lui cho em xem nào. Lên giảm thôi. Vâng. Đấy là phương tiện của anh Trân Dương một buổi chiều đến là đi đánh bóng. Vâng, kỹ thuật của anh có vẻ là rất là điêu luyện. Vâng, vậy chúc anh Dương sức khỏe nhá. Chiều nào cũng tham gia với mọi người cho vui nhá. Rồi. Rồi, tạm biệt đi. Tạm biệt nhá. Rồi, vâng, cảm ơn anh nhá. Bye bye. Cảm ơn. Vâng. Xin chào anh Dực của chúng ta. Rồi.